Cô xin chào các con. Hôm nay kênh Tiểu học Thật Hay sẽ tiếp tục đồng hành cùng các con qua bài 23, trang 58, 59, sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Vậy nội dung bài học chúng ta gồm những gì? Để biết được điều đó, cô mời các con cùng cô đi vào bài nhé. Quan sát bức tranh, các con cho cô biết bức tranh vẽ gì? Quan sát bức tranh ta thấy bức tranh vẽ cảnh một đêm trung thu. Với nội dung bức tranh này, cô có câu như sau. Các con lắng nghe cô đọc. Trung thu, bé được chia quà. Cô mời các con đọc lại. Các con quan sát trong tiếng thu có âm thờ, trong tiếng chia có âm ia được in màu đỏ. Đó là hai âm các con sẽ được học hôm nay qua bài 23. Âm thờ, âm ia. Cô giới thiệu với các con, đây là âm thờ in hoa, đây là âm thờ in thường, đây là âm ia in thường đấy các con. Bây giờ cô sẽ giúp các con làm quen với âm mới thứ nhất, đó là âm thờ. Âm thờ là âm được tạo bởi âm tờ ghép với âm hờ. Các con lắng nghe cô đọc. Thờ, thờ, thờ. Cô mời các con đọc lại. Với âm thờ, cô có tiếng mới, đó là tiếng thu. Các con giúp cô phân tích tiếng thu nhé. Bây giờ cô và các con cùng nhau phân tích. Trong tiếng thu, có âm thờ đứng trước, âm u đứng sau. Cô đánh vần và đọc trơn tiếng thu như sau. Thờ, u, thu, thu. Thờ, u, thu, thu. Thờ, u, thu, thu. Cô mời các con đọc lại. Tiếp theo, cô sẽ giúp các con làm quen với âm mới thứ hai. Đó là âm ia. Âm ia là âm tạo bởi âm y ghép với âm a. Các con lắng nghe cô đọc. Ia, ia, ia. Cô mời các con đọc lại. Với âm ia, cô có tiếng mới, đó là tiếng chia. Các con cũng giúp cô phân tích tiếng chia đi nào. Bây giờ cô trò mình cùng phân tích nhé. Trong tiếng chia có âm chờ đứng trước, âm ia đứng sau. Các con lắng nghe câu đánh vần và đọc trơn tiếng chia. Chờ, ia, chia, chia. Chờ, ia, chia, chia. Chờ, ia, chia, chia. Cô mời các con đọc lại. Bây giờ cô và các con cùng nhau ôn lại âm và tiếng mới mà mình vừa học nhé. Các con lắng nghe cô đọc. Thờ, thờ, u, thu, thu. Ia, chờ, ia, chia, chia. Cô mời các con đọc lại. Các con đã ghi nhớ được âm mới của bài rồi đúng không nào? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cài tiếng thu và tiếng chia từ bộ thẻ chữ tiếng Việt. Các con chú ý quan sát. Để cài tiếng thu từ bộ thẻ chữ, cô lấy âm tờ cài trước. Tiếp theo cô lấy âm hờ cài phía sau âm tờ, cô tạo được âm thờ. Và cuối cùng cô cài âm u phía sau âm thờ, cô tạo được tiếng thu. Để cài tiếng chia, đầu tiên cô cài âm chờ trước. Âm chờ tạo bởi hai con chữ là âm cờ và âm hờ. Tiếp theo cô cài âm ia vào phía sau âm chờ. Cô tạo được tiếng chia. Các con hãy cùng cô đọc lại hai tiếng vừa cài được nhé. Thu, chia. Các con đã nắm vững được cách cài chưa nào?
Tiếp theo, cô và các con sẽ đi luyện đọc một số tiếng có chứa âm thờ và âm ia mà các con vừa học. Đầu tiên, cô có 3 tiếng. Các con hãy giúp cô tìm điểm giống nhau giữa 3 tiếng này là gì? Quan sát ta thấy điểm giống nhau là đều có âm thờ đứng trước đấy các con. Các con lắng nghe cô đánh vần và đọc trơn các tiếng như sau: thờ, e, the, hỏi, thẻ, thẻ, thờ, o, tho, nặng, thọ, thọ, thờ, ơ, thơ, thơ. Cô mời các con đọc cùng cô: thờ, e, the, hỏi, thẻ, thẻ, thờ, o, tho, nặng, thọ, thọ, thờ, ơ, thơ, thơ. Cô mời các con đọc lại. Tiếp theo, cô có 3 tiếng kế tiếp. Các con hãy nói cho cô biết điểm giống nhau giữa 3 tiếng này là gì? Quan sát ta thấy điểm giống nhau là đều có âm ia đứng sau. Cô đánh vần và đọc trơn các tiếng như sau: đờ, ia, đia, ngã, đĩa, đĩa, mờ, ia, mia, sắc, mía, mía, thờ, ia, thia, quyền, thìa, thìa. Cô mời các con đọc cùng cô: đờ, ia, đia, ngã, đĩa, đĩa, mờ, ia, mia, sắc, mía, mía, thờ, ia, thia, quyền, thìa, thìa. Cô mời các con đọc lại. Bây giờ cô và các con cùng nhau luyện đọc trơn lại các tiếng mình vừa học nhé. Các con lắng nghe cô đọc trước: thẻ, thọ, thơ, đĩa, mía, thìa. Cô mời các con đọc cùng cô: thẻ, thọ, thơ, đĩa, mía, thìa. Cô mời các con đọc lại. Các con đã đọc trơn tốt rồi đúng không nào? Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc một số từ mà trong đó có tiếng chứa âm thờ và âm ia mà các con vừa học. Đầu tiên, cô có bức tranh thứ nhất. Cô giới thiệu với các con, bức tranh này vẽ một góc của thủ đô Hà Nội chúng ta đấy các con. Với bức tranh này, cô có từ như sau. Các con giúp cô đọc từ này nhé. Bây giờ, các con lắng nghe cô đọc. Thờ, u, thu, hỏi, thủ. Đờ, ô, đô, thủ, đô. Cô mời các con đọc cùng cô. Cô mời các con đọc lại. Quan sát tranh thứ hai, các con cho cô biết bức tranh vẽ gì? Nhìn vào tranh 2, chúng ta dễ dàng nhận thấy tranh vẽ một lá thư. Với nội dung tranh này, cô có từ như sau. Các con cũng giúp cô đọc từ này nhé. Các con hãy lắng nghe cô đọc. L A La Sắc Lá, thờ, ư, thư, lá, thư. Cô mời các con đọc cùng cô.
L A La sắc lá. Thờ ư thư lá thư. Cô mời các con đọc lại. Tiếp theo, cô có bức tranh thứ ba. Các con nhìn thấy bức tranh vẽ gì? À, nhìn vào tranh ba ta thấy tranh vẽ một cái muỗng và một cái nĩa. Đó là tên gọi của miền Nam chúng ta. Còn ở miền Bắc người ta gọi đây là thìa và đây là dĩa đấy các con. Với nội dung bức tranh này, cô có từ như sau. Các con cũng giúp cô đọc từ này nhé. Thờ ia thia quyền thìa, giờ ia dia ngã dĩa, thìa dĩa. Cô mời các con đọc cùng cô. Thờ ia thia quyền thìa, giờ ia dia ngã dĩa, thìa dĩa. Cô mời các con đọc lại. Và cô có bức tranh thứ tư. Các con có biết bức tranh vẽ lá gì không? À, bức tranh này vẽ lá tía tô đấy các con. Với nội dung bức tranh này, cô có từ như sau. Các con đọc giúp cô nhé. Các con lắng nghe cô đọc. L A La sắc lá, tờ ia tia sắc tía, tờ ô tô lá tía tô. Cô mời các con đọc cùng cô. L A La sắc lá, tờ ia tia sắc tía, tờ ô tô lá tía tô. Cô mời các con đọc lại. Bây giờ các con hãy cùng cô luyện đọc trơn lại bốn từ mình vừa học nhé. Thủ đô lá thư, thìa dĩa lá tía tô. Cô mời các con đọc lại. Tiếp theo, cô sẽ đọc lại nội dung của bài mà các con vừa học. Các con lắng nghe. Thờ, thờ u thu, thu. Ia, chờ ia chia, chia. Thẻ, thọ, thơ, đĩa, mía, thìa. Thủ đô, lá thư, thìa dĩa, lá tía tô. Cô mời các con đọc lại. Nếu bạn nào đọc chưa xong, các con có thể bấm dừng video lại, đọc cho xong bài rồi cô và các con cùng học tiếp nhé. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con luyện viết. Chúng ta sẽ luyện viết chữ thờ, chữ thủ đô, chữ ia và chữ thìa. Các con chú ý quan sát. Để viết chữ thờ, từ điểm bắt đầu trên đường kẻ 2, cô viết con chữ tờ cao bao ly. Liền mạch sang con chữ hờ cao 5 ô ly.
cô đã tạo được chữ thờ để viết chữ thủ. Từ điểm bắt đầu trên đường kẻ hai, cô viết chữ thờ trước. Kết thúc chữ thờ, cô viết liền mạch sang con chữ U cao 2 ô ly. Cuối cùng, cô viết dấu hỏi trên con chữ U. Để viết chữ đô, từ điểm bắt đầu dưới đường kẻ 3, cô viết con chữ đờ cao 4 ô ly. Kết thúc con chữ đờ, cô viết con chữ ô cao 2 ô ly chạm vào điểm kết thúc của chữ đờ. Để viết chữ ia, từ điểm bắt đầu trên đường kẻ 2, cô viết con chữ y cao 2 ô ly. Tiếp theo là cô viết con chữ A cũng cao 2 ô ly chạm vào điểm kết thúc của con chữ Y. Để viết chữ thìa, đầu tiên cô viết chữ thờ trước. Kết thúc chữ thờ, cô viết liền mạch sang con chữ Y cao 2 ô ly. Kết thúc con chữ Y, cô nhấc phấn lên, viết tiếp con chữ A cũng cao 2 ô ly chạm vào con chữ Y. Và cuối cùng, cô viết dấu huyền trên đầu con chữ Y. Bây giờ, các con hãy bấm dừng video lại, lấy bảng con ra, luyện viết thật đẹp cho cô chữ thờ, chữ thủ đô, chữ ia và chữ thìa nhé. Tiếp theo, cô và các con sẽ cùng nhau luyện đọc câu. Quan sát bức tranh, các con cho cô biết bức tranh vẽ gì. Quan sát bức tranh, ta thấy bức tranh vẽ một gia đình đang đầm ấm bên bữa cơm. Vậy nội dung bức tranh gồm có những gì nữa? Để biết được điều đó, thì cô mời các con đọc giúp cô câu sau. Các con đọc trơn. Nếu bạn nào chưa đọc trơn được, thì các con có thể đánh vần từng tiếng, sau đó đọc trơn các con nhé. Bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc và đọc cùng cô. Bờ e be sắc bé, chờ ia chia, thờ ia thia quyền thìa, chờ ia chia, giờ ia dia ngã dĩa, chờ o cho, cờ a ca hỏi cả, nhờ a nha quyền nhà, thờ ia thia quyền thìa, giờ ia dia ngã dĩa, tờ o to, chờ o cho, bờ ô bô sắc bố, mờ e me nặng mẹ, thờ ia thia quyền thìa, giờ ia dia ngã dĩa, nhờ o nho hỏi nhỏ, chờ o cho, bờ e be sắc bé, bé chia thìa, chia dĩa cho cả nhà, thìa dĩa to cho bố mẹ, thìa dĩa nhỏ cho bé. Các con lắng nghe cô đọc lại một lần nữa nhé. Bé chia thìa, chia dĩa cho cả nhà, thìa dĩa to cho bố mẹ, thìa dĩa nhỏ cho bé. Bây giờ, qua nội dung câu các con vừa học, kết hợp với quan sát tranh, các con cho cô biết gia đình của bạn nhỏ gồm có mấy người?
Quan sát tranh ta thấy gia đình bạn nhỏ gồm có 3 người. Đó là bạn nhỏ, bố và mẹ của bạn nhỏ. Vậy trong câu này, các con nói cho cô biết bạn nhỏ đang làm gì? Bạn nhỏ đang chia thìa dĩa cho bố và mẹ. Thìa dĩa to thì bạn nhỏ chia cho bố và mẹ, còn thìa dĩa nhỏ thì chia cho bạn ấy. Vậy các con đã hiểu rõ được nội dung bức tranh này chưa? Cô nghĩ rằng các con đã hiểu được nội dung bức tranh rồi đúng không nào? Bây giờ các con hãy quan sát trong câu và nói cho cô biết những tiếng nào có các âm mà các con vừa học. Quan sát ta thấy có tiếng chia là có âm ia, tiếng thìa là có âm thờ và âm ia, tiếng dĩa là có âm ia, tiếng chia cũng có âm ia. Tương tự như thế, ở đây ta thấy cũng có tiếng thìa, tiếng dĩa là những tiếng có hai âm mà các con vừa học. Tiếp theo, cô và các con sẽ đi vào phần luyện nói. Hôm nay chúng ta sẽ nói theo chủ đề cảm ơn qua hai bức tranh. Quan sát tranh thứ nhất, các con cho cô biết bức tranh vẽ gì? Quan sát tranh thứ nhất ta thấy cô giáo cho bạn nam mượn cây bút. Vậy theo các con, khi cô giáo cho bạn nam mượn cây bút thì bạn nam cần nói gì với cô giáo? Bạn nam cần phải nói lời cảm ơn với cô giáo. Vậy bạn nam sẽ nói như thế nào nè? Nam có thể nói: con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Hoặc là con cảm ơn cô ạ. Quan sát sang tranh thứ hai, các con thấy bức tranh vẽ gì? Quan sát tranh hai, ta thấy có một bạn cho bạn nam mượn sách. Vậy theo con, khi bạn nam mượn sách của bạn thì bạn nam cần nói gì? Bạn nam cũng cần nói lời cảm ơn với các con. Vậy theo các con, bạn nam phải nói cả lời cảm ơn như thế nào với bạn nè? Nam có thể nói là mình cảm ơn bạn nhé. Vậy qua phần luyện nói hôm nay, các con có thể nhờ người thân đóng vai cùng mình để các con tập nói lời cảm ơn với người khác nhé. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con luyện đọc, luyện viết và luyện nói xong. Vậy sau bài giảng của cô hôm nay, các con hãy tiếp tục luyện đọc, luyện viết và luyện nói thật tốt các con nhé. Bài giảng của cô đến đây là hết rồi. Cô mến chào tạm biệt các con. Nếu các con muốn nhận thêm những bài giảng thật hay, các con hãy nói với bố mẹ đăng ký, like và chia sẻ kênh Tiểu học thật hay.